Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì thị trường của chúng ta sau một phiên cuối tuần hôm nay thì là một phiên bứt lên khỏi vùng 1060 anh chị. Đấy, hôm nay là tăng 0,93%, đóng cửa 1.066.9 điểm. Thanh khoản một phiên vượt lên với thanh khoản rất là tốt. Đấy, thì một phiên như thế này thì trong phiên hôm nay mà anh chị có thể mua một số cổ phiếu đấy, và nếu như anh chị nào xem video của mình hôm qua thì hôm qua có một số cổ phiếu mình giới thiệu á, thì nếu như anh chị mà để ý phiên hôm nay thì anh chị cũng vẫn có thể mua được. Đấy. Thì anh chị lưu ý rằng là thị trường chứng khoán thì luôn bản chất nó là luôn rình rập những cái rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và không ai có thể là phân tích chính xác 100% về thị trường cũng như là cổ phiếu. Đấy, vì thế là anh chị lưu ý rằng là đấy là những cái quả nhận định và phân tích đến cái quan điểm cá nhân của mình. Nó không phải là lời khuyên hay khuyến nghị đầu tư. Do vậy mà anh chị mà tham xem á, thì anh chị lưu ý rằng đấy là những cái mà anh chị tham khảo để anh chị có thể là vận dụng được vào trong quá trình đầu tư, và anh chị phải hiểu khi nào anh chị mới đầu tư được. Đấy. Hy vọng là những phân tích nhận định của mình sẽ góp ích cho anh chị trong có hiệu quả trong quá trình đầu tư. Rất cảm ơn anh chị đã lắng nghe những chia sẻ, những thường xuyên chia sẻ những chia sẻ của mình. Đấy thì hôm qua thì mình có chia sẻ với anh chị một số cổ phiếu đấy, và mình cũng chia sẻ cái điểm mua cũng có thể nói rất là tốt đấy. Thì nếu như hôm nay anh chị có thể mua, vì như PC1 hôm nay vẫn có điểm mua này đấy. Tất nhiên mình khẳng định là anh chị là hôm nay anh chị mua mà vượt cái vùng giá đỉnh của phiên hôm qua đấy, và phiên hôm kia nữa đấy, tức là vừa được vùng giá mấy ạ, 28.8. Hôm qua mình chia sẻ rất là kỹ, thì nếu như anh chị hôm nay nó vượt lên đây phật phản và khối lượng ok là anh chị mua được. Tất nhiên mình khẳng định lại với anh chị rằng là mua như thế này là khi nó vượt cái 28.8 anh chị mua, thì anh chị lưu ý đây là bây giờ vùng đỉnh ở đây này, thì nó có thể là test lại hoặc là cân bằng ở đấy, chứ không hẳn đó, là mua hôm nay là thứ ba, chiều thứ ba tuần sau hàng về ấy, là anh chị nhất thiết phải có lại đó. Đấy, đó là một cái anh chị cần lưu ý. Đấy, chúng ta cần phải chơi cho nhiều lúc, không phải là cứ hàng về yêu cầu phải có lại để chúng ta sụt rất chạy qua cổ phiếu khác chúng ta có lại. Nhiều khi là cổ phiếu mà lên gặp vùng cản á, lên gặp vùng đỉnh trước các kiểu, thì rõ ràng nó phải có quá trình hấp cung, và quá trình hấp cung mà nó chặt khối lượng nhỏ thì đó là những tín hiệu tốt chúng ta tiếp tục nắm giữ. Đấy, đó là những cái mình chia sẻ với chị, đặc biệt là những gì mới. Đấy, mình vẫn biết rằng là kênh của mình thì hầu hết là những nhà đầu tư thích thích tìm hiểu, thích nghiên cứu mới xem thôi. Còn những nhà đầu tư mà chỉ cần anh chị bình luận là mình đã biết là anh chị mà ở mức độ nào. Do đó là anh chị lưu ý rằng là mình thì không muốn đánh cãi nhiều, và chúng ta không nên đánh cãi với nhau làm gì. Và vấn đề của chúng ta là chúng ta làm thế nào chúng ta kiếm được tiền. Đấy là cái quan điểm như vậy anh chị nhé. Thì nếu như anh chị hôm nay mua một PC1 thì khó, hôm qua anh chị theo dõi kênh anh chị mua được nó khá ok, rất là tốt đúng không ạ? Đó là PC1. Rồi hôm qua mình có chia sẻ là PLC. Đây anh chị thấy chưa, hôm nay có điểm mua rất tốt này. Tất nhiên cũng không phải mua cao thế này đâu anh chị, hôm qua mình chia sẻ rất kỹ rồi, anh chị theo dõi kênh anh chị biết. Đấy, mình cũng khẳng định lại là nó có thể có theo hai kịch bản như thế này này, mình là vẽ sẵn hôm qua đây này, chúng ta đã chia sẻ anh chị thấy này. Đấy, thì hôm qua là mình chia sẻ là PC1 này, PL cho hôm nay cũng mua được này. Rồi hôm qua mình có chia sẻ với anh chị là HCM này, HCM hôm nay cũng ok này. Nếu như anh chị hôm qua theo dõi thì anh chị biết này, vẫn mua được. Tất nhiên dòng chứng khoán hôm nay nhiều cổ phiếu có thể mua được chứ không phải là HCM. Nhưng mà trong dòng chứng khoán thì mình thấy rằng là HCM thì nó ổn hơn. Đấy, VCI hôm nay cũng tốt. Đấy, nhưng hôm qua thì mình không đưa VCI, đúng không ạ? Mình đưa HCM. Hôm qua thì có nhiều cổ phiếu mình đưa ra, nhưng mà hôm nay để mà mua thì chỉ có được là HCM, rồi là PLC, rồi PC1, rồi còn C4G nữa anh chị ạ. C4G thì mình có chia sẻ, mình lưu ý anh chị rằng là cái điểm mua mình mua từ vùng này, mình mua phiên ngày 20 ngày 4 tháng 5 rồi. Đấy, nhưng mà nếu như anh chị mua hôm nay thì hôm qua mình có lưu ý cổ phiếu này. Thì hôm nay có thể nói là nếu như anh chị gia tăng cổ phiếu này thì ok thôi, còn mua mới thì mình nghĩ là không nên. Nhưng mà là có 4 cổ phiếu, hôm qua mình giới thiệu 10 cổ phiếu thì hôm nay có 4 cổ phiếu là có thể đạt cái điều kiện chúng ta mua. Đấy, thì đó là về chúng ta lướt qua thì những cổ phiếu mình đã giới thiệu hôm qua. Còn chúng ta trước khi vào đi và phân tích thị trường cũng như là một số cổ phiếu á, cái nội dung hôm nay là xu hướng dòng chứng khoán là gì nhá. Video hôm nay mình chia sẻ với anh chị đó là xu hướng dòng chứng khoán trong cái tuần mới, và thị trường hướng lên đỉnh cũ. Đấy là hai cái nội dung mình chia sẻ với anh chị. Trong đó là chúng ta cũng lướt qua một số nhóm ngành như chứng khoán, thép, bất động sản, đầu tư công, vân vân. Đó là nội dung chính hôm nay. Còn phiên hôm nay thì nhiều nhóm ngành tăng rất tốt. Đấy, trong đó là nhóm ngành chứng khoán và là một nhóm ngành tăng rất là tốt rồi anh chị này, 2,76% này. Rồi nông lâm ngư nghiệp, vật liệu xây dựng là hôm nay có thép tăng khá tốt này. Đấy, thì vì sao mà những câu chuyện mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đã xác định được thị trường có quá trình
có tín hiệu mạnh của SOS 1 hoặc là SOS 5 và sau đó quá trình trả cung còn gọi là quá trình test lại của SOS 3 thì chúng ta theo dõi nên là dòng chứng khoán đấy thì đó là những người lựa chọn. Còn vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là dòng bất động sản cũng rất là tốt đúng không ạ? Đấy thì đó là về tổng quan phiên hôm nay. Còn hôm nay cả các cổ phiếu mà nó vừa được 1060 ấy, thì nó có sự tham gia kéo của các cổ phiếu liên quan đến như dòng Mộc Vương này, Vinhome, Vic, rồi là có Vietcombank trong ngân hàng thép đúng không ạ, có Hòa Phát, rồi dòng chứng khoán ngoài SSI đấy, nhiều cổ phiếu tăng rất là tốt đấy, thì đó là về tổng quan. Còn chúng ta quay trở lại đối với thị trường, đối với thị trường chỉ số VN-Index của chúng ta thì đang ở đâu thì ở đấy thì đang ở khung chart một ngày ấy, thì anh chị thấy rằng là hôm nay nó vượt lên hẳn khỏi được vùng 1060 và chúng ta đã nhận định rằng là cái quá trình hình thành cái vai bên này tỷ lệ ở chart 1 giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Đấy thì có khả năng là nó sẽ hướng đến cái vùng đỉnh cũ này, gì này, vùng đỉnh cũ này. Với vùng đỉnh cũ này là vùng 1080. Thì với một cái phiên mà phục hồi tốt vượt vùng kháng cự yếu ở đây. Và chúng ta thấy rằng là thanh khoản tốt thế này thì khả năng là các phiên tới nó sẽ có hướng đến cái vùng đỉnh trước ở đây, đỉnh cũ đấy là 1080 đến 1090. Thì khả năng cao này như thế này. Còn chúng ta không loại trừ là nó sẽ có quá trình test lại. Tuy nhiên thì quá trình test lại thì nếu khối lượng nhỏ chúng ta vẫn ok, đúng không ạ? Thì đó là về thị trường. Còn thị trường giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là nó khá giống với những cái giai đoạn hôm qua chúng ta chia sẻ đấy, thì giống giai đoạn này cũng có thể là nó quá trình đi ngang giống như thế này, nhưng mà phiên thanh khoản cải thiện thế này thì khả năng là nó sẽ giống với giai đoạn này hơn, giai đoạn tháng 7 anh chị nhé. Đấy cái giai đoạn này anh chị kiểm tra lại, mình giới thiệu quá thôi, đó là về khung chart ngay. Còn nếu như hôm cuối tuần thì anh chị lưu ý rằng chúng ta xem ở khung chart tuần á, thì hôm nay là một cái tuần kết thúc tuần mà chúng ta thấy rằng là tuần vừa rồi là một tuần test lại đúng không ạ, tuần cuối tuần trước mình nói gì là test lại khối lượng nhỏ là khá tốt đấy, thì tuần này chúng ta thấy chứ là nó vượt MA20 khối lượng lớn đấy, thì nếu khi vượt MA20 thì thường nó có xu thế test lại, nhưng mà cũng không hẳn là có thể là tháng tuần mới nó đạt test đâu, cũng có thể là nó phục hồi lên 1080 sau đó nó quay lại test đúng không ạ, thì nó chưa biết, chúng ta chưa thêm. Nhưng mà xu hướng như thế này thì một phiên phục hồi ở tuần phục hồi tốt như thế này nó có xu thế là sẽ hướng lên vùng đỉnh cũ đây 1079 tức là 1080 đây như này đến 1090 khả năng là sẽ có quá trình này đấy, thì đó là về khung chart tuần. Còn nếu như anh chị mà theo trường phái của nến thì anh chị mua cú thì mình cũng chia sẻ với anh chị đấy là khung chart ngay thì chúng ta đã chia sẻ rồi, tức là chúng ta đã đưa ra những kịch bản là có khả năng nó sẽ tích lũy ở vùng 1060 55 đến 60 hôm nay và nó ở giai đoạn khoảng tâm sinh nhật Bác, cái tuần sau rồi đúng không ạ, thứ sáu tuần sau là sinh nhật Bác rồi, thì mình có chia sẻ rằng là nếu như mà nó tích lũy ở dưới này mà nó có cửa lên khoảng 19 anh chị này, 19 tháng 5 này đấy, sinh nhật Bác này nó lên cửa đây là rất đột, rất đẹp. Còn nếu như nó vượt lên đấy luôn á thì nó thường là có quá trình test lại, nó sẽ có quá trình test lại. Nếu như tuần sáng cả phiên đầu tuần mà nó vượt đấy khoảng 1068 này nhé, 1070 nhé, 1068 cụ thể là 1068 á, nó vượt đến hẳn á thì thường nó có quá trình dao động đấy một số phiên đấy. Còn nếu như nó để tâm tâm còn sinh nhật Bạc mà nó vượt lên thì rất ok. Hôm nay nữa chúng ta thấy rằng là một phiên mà chúng ta thấy rằng là MACD đã cắt lên đường tín hiệu đấy, cắt lên đường tín hiệu ở khung chặt ngay đấy và đã chạm đến đường không đấy, là đó những tín hiệu tích cực. Còn nếu như mà anh chị xem ở khung chart 1 giờ thì chúng ta cũng trao đổi với nhau. Nếu chart 1 giờ thì anh chị thấy rồi, ở đây này. Ở đấy thì thứ nhất là anh chị thấy rằng là MACD là đã cắt lên đường tín hiệu này. Và nằm trên đường không này, tín hiệu tích cực này. Tích cực thứ hai nữa chúng ta thấy rằng là nó đà chứ nào. Đường MACD histogram là đã nằm trên đường không và có một chấm xanh này. Và khối lượng của phiên phục hồi, cái nền phục hồi cuối phiên chúng ta thấy là rất tốt. Đấy. Và nếu như anh chị theo dõi thường xuyên thì anh chị đã thấy rồi, mình đã chia sẻ với anh chị là đấy là một cái vai bên trái đầu, đấy là cái vai. Và mình đã chia sẻ với anh chị là thường là bên này đã có 15 cái nến thì tương đương 3 phiên. Đấy thì bên này là mình đã nói với anh chị ở hôm qua hôm kia đấy chứ nào. Là nó đã có 5 phiên, sau phiên hôm qua là nó có 3 phiên. Là có 15 cái nến thì tương đương như thế này nó đã đủ điều kiện để vượt. Tuy nhiên thì hôm qua chúng ta thấy rằng là một cái phiên mà nó khá dao động, do đó là hôm qua chúng ta vẫn giữ kịch bản là khả năng nó sẽ tích lũy ở vùng 1060. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta thấy là nó kéo dòng Bắc Vương, Vinhome rồi Vietcombank, Vic rồi Hòa Phát vân vân thì nó đã vượt đến cái vùng này.
Nhưng mà nếu như nhìn ở khung chart 1 giờ thì anh nhìn thấy đang là vùng 1070 là tiếp tục là một vùng cản. Anh chị nhá. 1070 là tiếp tục là một vùng cản. Ở đây. Đây anh chị này, 1070 này. Cái vùng này tiếp tục là một vùng cản anh chị này. 1070. Đấy 68 đến 70 gì nhá. Đấy vùng này là một vùng cản tiếp. Thì khả năng nó sẽ lên vùng này nó sẽ tiếp tục cân bằng giống với giai đoạn này. Và nếu như nó tiếp tục cân bằng ở đấy thì nó vẫn tiếp tục một set lớn hơn á, thì nó vẫn là bên này là một cái vai và bên này là gì ạ, cũng tiếp tục một cái vai và đây là sẽ cái đâu đấy, thì đó là về thị trường. Thì xu thế là khả năng nó sẽ tiến lên vùng đỉnh trước anh chị nhé, tức là vùng 1080 đến 1090 đấy, 1080 1090 đấy vùng này, đó là về thị trường. Còn bây giờ chúng ta phân tích về ở vấn đề ra đường mà khi thị trường có nằm trong cái giai đoạn sideways thì cái việc lựa chọn dòng là nó rất quan trọng và đặc biệt là chọn chọn cổ phiếu. Thì giai đoạn vừa rồi thì mình cũng có ho hét là rất nhiều về dòng chứng khoán. Tuy nhiên là khi dòng chứng khoán mà tích lũy lại một số cổ phiếu nhóm bất động sản nó tăng lên á, thì quan điểm của anh chị mà để theo dõi kênh thì chắc chắn là anh chị cũng không thích. Đấy, và đặc biệt là khách hàng của mình là gì? Mình vẫn là gì hô cứ nắm giữ. Nhiều anh chị cũng cảm thấy là nóng địt. Đúng không ạ? Là thấy cổ phiếu khác nó tăng mà cổ phiếu mình không tăng, chưa tăng đang tích lũy lại là gì? À, nó vẫn còn tài sản không tăng, lại không tăng đấy, lại không tăng là nghe nóng, nốt nóng hỏi suốt đúng không ạ? Nhưng mà như hôm nay nữa chúng ta thấy rằng nó rất đồ rất đạt. Thì việc chọn dòng thì ở giai đoạn này anh chị thấy rồi là dòng chứng khoán phục hồi rất tốt. Đấy giai đoạn này thì mình cũng đánh giá cao rằng là sẽ dòng chứng khoán và dòng bất động sản. Đấy, dòng bất động sản. Tuy nhiên thì bất động sản thì anh chị biết rồi. À, hiện tại mà nói về điểm mua là dòng bất động sản không còn, và hiện tại dòng chứng khoán vẫn còn những cái điểm anh chị có thể mua. Và hôm nay thì mình chia sẻ với anh chị. À, thứ hai nữa là bởi đấy thì chúng ta phân tích như vừa rồi mình có phân tích cho anh chị rồi rất là nhiều lần đối với dòng chứng khoán, hôm nay chúng ta tập trung thôi về đề thì chúng ta thấy rồi những cái giai đoạn là mình đã phân tích cho anh chị rồi, phân tích rất nhiều, phân tích rất nhiều rồi đúng không ạ? Nó vượt mưa 20 nó tẹt lại khối lượng nhỏ này đấy, thì những cổ phiếu này thì đấy không phải lựa chọn tối ưu, nhưng mà anh chị thấy đang bây giờ những giai đoạn này về đề thì mình nói anh chị là không nên chọn. Anh chị nếu muốn chọn cổ phiếu mà chứng khoán mà nó có vốn hóa lớn á thì anh chị nên chọn SHS hoặc là SSI đấy, mình có nói anh chị rõ ràng như vậy nè. Còn sau đó là nếu như mà con nhỏ hơn anh chị nên quan tâm đến HCM hoặc VCI hoặc là CTS đấy, còn những con đã lên quá cao và thì nó cần có quá trình tích lũy lại, ví dụ BSI thì đó, bây giờ nó thế này nó sẽ tích lũy lại thôi đúng không ạ? Đấy thì bây giờ ví dụ VND chẳng hạn thì anh chị thích mua thì anh chị thấy đang đấy là có những cái vùng cản anh chị nhìn thấy rất rõ, và vùng cản này nó rất là dao động và khối lượng rất lớn, do đó khả năng lên vùng này thì nó sẽ có quá trình cân bằng. Thì nếu như anh chị mà cầm cổ phiếu này hiện tại có hàng thì mình nghĩ anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ được, còn lên cái vùng này nó cân bằng khoảng một số phiên mà khối lượng nhỏ biến chặt thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ không sao hết. Còn nếu anh chị thích mua thì những cái vùng này anh chị thấy đang là nếu như nó biến nhỏ khối lượng nhỏ đấy, những cái phiên tẹt cúng lại trả cúng ấy, tẹt cúng trong vết ấy thì người ta gọi là S3 gì nhá, con tá hay gọi là tẹt đấy, tẹt từng lúc kiểm tra. Thì nếu như nó tẹt vào khối lượng nhỏ thì đó chúng ta vẫn có thể nắm giữ được, và anh chị mua mới anh chị vẫn có thể mua đấy, thì đó là chiến lược phân tích chung nó như vậy đấy. Còn VND thì mình không chọn đấy, đó là VND à, đúng không ạ? Còn SSI cũng vậy, SSI hôm nay nó vượt đỉnh, thì vượt đỉnh như thế này nhá, vượt đỉnh như thế này nhưng mà sáng tuần mới cùng có nhiều khả năng nó có thể là tiếp tục tích lũy đấy, nó có thể tích lũy lại như thế này đấy đúng không ạ? Hoặc là gì? Nó có thể là gì tẹt lại vùng đỉnh trước này đấy, và những cổ phiếu vượt đỉnh với khối lượng lớn thế này thì thường thường là nó sẽ có quá trình là vượt luôn đấy, vượt luôn sau đó nó có thể có quá trình test lại đấy. Và hiện tại như thế này thì nếu như sáng thứ hai thì thường là nó sẽ trước có những điểm anh chị mua sáng tuần sau, thì anh chị lưu ý rằng là tuần sau thì có phiên ngày thứ năm á là ngày 18 đấy, là một phiên đáo hạn phái sinh, và phiên thứ sáu là phiên cuối tuần, tuần sau thì là một phiên thứ sáu là phiên ngày 19 là sinh nhật Bạc đúng không ạ? Thì khả năng cao là thị trường sẽ có những cái như thế nào thì lúc này mình đã chia sẻ với anh chị rồi đấy. Còn sáng thứ hai đầu tuần thì khả năng là mình sẽ không làm video được bởi vì mình có việc cá nhân, do đó là thứ hai đầu tuần thì xác suất cao là mình sẽ không làm video. Hôm nay mình sẽ phân tích với anh chị khá là kỹ một số cổ phiếu dòng đấy. Sáng thứ ba tuần sau mình sẽ quay lại làm video với anh chị đấy, thì ví dụ với nó để anh chị chơi xin lỗi SSI, thì nếu như anh chị mà thích thì anh chị có thể chơi tiếp đấy, chơi tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng là nó đã vượt được vùng đỉnh trước rồi thì nó sẽ rất là dễ để hướng lên vùng 25.000 đấy. Quan điểm của mình cho rằng là nó sẽ rất dễ để hướng lên vùng 25.000 rất cao. Tất nhiên quá trình từ vùng này giá hiện tại 23.000 để lên 25.000 không thể là ngày 1 ngày 2 được, mà tuần 1 có thể là trong tuần sau nó chưa lên được, có thể tuần sau nữa đấy. Và anh chị thấy rằng là từ giá 20
đúng không ạ? Từ vùng giá 20 đấy mà anh chị xem anh chị những cái giai đoạn mình phân tích đây, mà anh chị thấy rằng là đến 25 anh chị được 5 giá rồi, đúng không ạ? Đấy, cái đó là rồi SSI. Còn HCM thì mình mua hôm qua. Hôm qua mình vẫn cho một số khách hàng mà vào sau mua. Còn mình thì mình mua từ những quả doạt quá quá trình này là trả cũng lại khối lượng nhỏ như thế này như này. Đấy, ví dụ như phiên ngày mình vẫn khuyến nghị khách hàng này, ngày 5 tháng 5 này. Đấy, anh chị thấy chưa? Và ở đấy cũng là cái giai đoạn mà mình mua trong thẻ đấy. Đúng không ạ? Sau đó nó đến tích lũy đến 10/20. Cổ phiếu này hôm qua mình phân tích rất kỹ. Tất nhiên thì những cổ phiếu này bây giờ nó lên gặp vùng đỉnh trước ở đây. Đấy, và vùng nguồn cung ở đấy thì nó khá dồi dào. Do đó là nó khả năng nó sẽ có quá trình cân bằng tích lũy ở vùng này. Nếu như nó cân bằng tích lũy ở những vùng này á, thì khối lượng nhỏ biến chặt thì chúng ta vẫn ok được, anh chị có thể tham gia mới vẫn ok đấy, anh chị lưu ý nhá. Đó đối với HCM. Còn SHR thì hiện tại là không còn cái điểm mua đấy, không còn điểm mua. Hôm nay mà test về vùng đỉnh trước này là có khách hàng của mình có một chỉ vào sau á, là lúc giá 10.7 là mình vẫn mua được cái gì nhá, mình vẫn mua được, đặt từ ngay trước phiên mở cửa 30 phút là mua ok đấy, nó nhúng xuống đấy, anh chị thấy chưa, 10.7 thập nhật đây mình có mua cái này đấy. Và cái này là không phải chém gió, cái này là mình nói là có cơ sở, có khách hàng, mình làm video chắc chắn là sẽ có khách hàng mình theo dõi chứ không phải là chém gió đấy. Thì vì sao như vậy? Bởi vì nó test lại đỉnh thôi, đúng không, nó test lại đỉnh đấy, thì test lại đỉnh khối lượng nhỏ thì chúng ta mua được. Tất nhiên cổ phiếu này nó thanh khoản nó lớn, do đó là anh chị phải phụ tiền anh chị, còn lớn anh chị mình đánh những cổ phiếu ví dụ như SSI hoặc là SHS. Còn nếu như tiền nhỏ nhỏ thì anh chị đánh VCI hoặc là như nào CTS hoặc STS vân vân đấy, thì đó là những chiến lược anh chị mua. Nếu như anh chị không có những kỹ năng để mua những cái như thế, cổ phiếu như thế này, và những cái khi nó tẹt đó và những cái vùng giá nó tốt đó, hôm qua thì ví dụ như PLC, PC1 với HCM mình phân tích khá kỹ trong nhóm những cổ phiếu đấy, chiến lược nó như vậy anh chị, không không khó lắm đâu. Còn nếu như anh chị mà cảm thấy bối rối khó nữa thì anh chị có thể về đội của mình đấy, nhận tiền đấy thì mình đúng, mình khẳng định với anh chị rằng là lôi kéo một tí, anh chị nào mà thích thì anh chị có thể liên hệ với mình để anh chị về đội của mình hướng dẫn anh chị mua bán trong phiên ra đó ok. Đấy, thì đó là đối với SRS. Ở VCI mà anh chị thì VCI anh chị hôm nay nó tẹt xuống đấy mình vẫn mua này. Mình không mua hết tiền rồi nhưng mà khách hàng mình vẫn mua này. Đấy, một số người bán bất động sản chuyển qua. Tẹt lại 10/20 anh chị nhá, tẹt lại 10/20 ở vùng giá 32.550 đồng. Và khi nó tẹt xuống đấy khối lượng nhỏ nó kéo lên được là khi nó chạm vừa đỉnh phiên hôm cái đáy của phiên hôm qua là anh chị múc được. Đấy. Và hôm nay một số người vẫn mua, đúng không ạ? Đó là đối với VCI. Còn bây giờ nếu như cổ phiếu này thì bây giờ nó vùng đỉnh trước này này, nó lên chạm vùng đỉnh trước một thời gian này, khối lượng nhỏ vượt đỉnh không thành công nó tẹt lại này. Với quá trình tẹt lại khối lượng nhỏ như thế này á, thì nếu như anh chị mà xem cả năm phiên từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cả năm phiên tuần này á, thì nếu như anh chị mà học về nến á, thì anh chị biết rằng đấy gọi là gì, mẫu hình nến ba que à, nến ba que, anh chị nến ba que anh chị xem lại đấy, thì đấy là những cái cổ phiếu như hôm nay anh chị mua là ok, thậm chí anh chị mua cao nhất phiên anh mua chìm qua TC vẫn ok. Tất nhiên cổ phiếu này lên gặp vùng đỉnh trước này nó có thể có quá trình cân bằng tiếp ở đây đấy một số phiên nữa, hoặc là như thế nó có vượt nó test lại đấy, đó là đối với VCI. Ở CTS cũng vậy, CTS là chiến lược như vậy thôi đấy. CTS thì hôm qua mình không phân tích nhưng mà anh chị thấy đang là nó là cái chiến lược giống như HCM lúc này mình hôm qua mình có phân tích đấy, anh chị thấy đang nhá, nó tích lũy đến MA 20 3 phiên đấy, khối lượng nhỏ hơn đấy, và biến anh chị thấy chặt không, biến đồ dao động là nó chặt. Với cái giá đóng cửa của phiên trước và phiên sau anh chị thấy nó lệch nhau không nhiều, thì đây gọi là biến đổi giá đồng nó chặt đấy. Và quá trình giai đoạn đầu đây anh chị thấy nó lỏng lỏng khối lượng lớn, tại sau đó là gì, chặt dần khối lượng nhỏ, thì đó là chiến lược giao dịch, nhưng nó như vậy nó cũng có gì khó đấy chị. Rồi FTS vậy đấy, đấy FTS này, rồi MBS cũng vậy, MBS khá tốt đấy nhá, khá là ok. Để hiện tại mình thấy đang là dòng chứng khoán á, thì cái điểm mua nó không tối ưu được, nhưng mà nói về điểm mua ra quá tuần thì có thể có những điểm anh chị vẫn có thể mua được. Đầu tuần thì khả năng sẽ chưa có, nhưng khoảng giữa tuần anh chị vẫn sẽ có những cái điểm để anh chị mua. Đó đối với dòng chứng khoán. Còn đối với dòng thép thì hôm qua mình không chia sẻ với anh chị, bởi vì sao? Bởi vì những giai đoạn từ ngày 4 tháng 5 à, ngay từ giai đoạn ngày 4 tháng 5 này là mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Đấy, đúng ạ, cái giai đoạn này mình đã chia sẻ với anh chị cái giai đoạn này. Khi nó đã có những tín hiệu nó tích lũy lại trên đây là mình đã giới thiệu anh chị rồi. Đấy, còn những giai đoạn này mình thì mình chờ bán thôi, mình không mua nữa. Đấy, đó là hạt CM. Xin lỗi, Hoa Sen. Rồi là Hoa Phát cũng vậy. Hoa Phát thì có phải là những quá trình test lại, và quá trình đây hôm hôm trước mấy phiên mình có làm video mình nói gì là rất dễ nổ lên. Rất dễ nổ. Đấy. Con không tiếc một cái là thằng anh chị mình không để mấy con này này, thẹp tiền lên này. Nó rất là ok này. Những con này thanh khoản nhỏ nó đánh rất là thanh thoát nhưng mình không để ý. Đấy, rồi VGS này. Rồi chưa? SMC này, những cổ phiếu hôm hai phiên hôm qua, phiên hôm nay những cổ phiếu tăng rất là tốt, nhưng thực tế là mình đã không để ý những cổ phiếu này. Đấy, đó cũng là một cái thiệt thôi.
chứ không phải không đâu, chứ không phải là chém gió thế nào cũng ok cả đúng không ạ? À, nhưng mà điểm thẻ tới bây giờ hiện là quá điểm mua thôi, chỉ có hoa sen hoa phạt nam kim thì hiện tại là chờ bán thôi, chứ để mà mua cái vùng cản này, nó phải tích lũy mất rất nhiều thời gian đó đối với dòng thép. Còn dòng bất động sản thì mình cũng không phân tích thêm nữa, bởi vì sao? Bởi vì dòng bất động sản hiện tại là quá điểm mua hết rồi anh chị nhé, à, quá điểm mua hết rồi, anh chị có anh chị cầm thôi, còn mà để mua thì không. Còn nhóm anh xây dựng, nhóm anh xây dựng thì có Đạt Phương hôm qua mình có chia sẻ với anh chị, nhưng nó chưa đạt đến điều kiện anh chị có thể mua thêm. Mình nên mua cái này đúng không ạ? Mua cái này 26 tháng 4 đây, hiện tại nó tích lũy đến MA20, đến MA10, MA5 như thế này, nhưng mà nó cái chiến lược mục á, à, mua là anh chị xem lại về giá hôm qua đấy. Mình thì có C4G này mua cái này này đúng không ạ? Vượt MA20 test lại khối lượng nhỏ này, anh chị nhìn thấy không ạ? Thì anh chị có thể mua những giai đoạn này, nhưng mà hiện tại nó với điểm mua thì không còn điểm để mua, và khả năng cao nó sẽ tiến lên vùng giá 14.000, tức là vùng đỉnh trước xa ở đây. Thì nguồn cung ở đây có thể là bị triệt tiêu, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái nguồn tâm lý ở đây đấy, đó thì đối với còn các cổ phiếu khác thì hôm nay có FCN tăng nó rất tốt đấy. Hôm qua mình không chia sẻ cổ phiếu này, nhưng thực tế là nếu như anh chị mua hôm nay là cái chiến lược là chúng như vậy, nó có quá trình rũ bỏ phía trước dao động này, khối lượng lớn này, sau đó tích lũy lại biến chặt này, khối lượng nhỏ này. Thì nếu như anh chị vận dụng cái cách như hôm qua mình phân tích một số cổ phiếu á, thì anh chị thấy rằng là nó vượt cái vùng đỉnh của phiên hôm qua, hoặc là như là vừa được mua 200, mà khi nó vượt cái này mà khối lượng lớn, anh chia khối lượng ra thôi, chiếm một phiên bao nhiêu mới đạt á, thì rõ ràng là anh chị lấy nửa phiên anh chị chia đôi ra khối lượng ra thôi, còn 1/4 phiên thì như thế nào thì anh chị chia ra, mình phân tích rất kỹ rồi đúng không ạ? Đó là chiến lược LCG vậy. LCG thì gặp đỉnh trước ngày rồi. Còn KSB hôm nay một số anh chị cũng có hỏi, nhưng mà mình thì mình chưa mua cổ phiếu này. Nó có thể lấy cái vai gì này, đâu này, vai này. Thứ hai là nguồn cung ở đấy còn rất nhiều, do đó mình chưa để ý cổ phiếu này. Mình sẽ theo dõi, còn hiện tại để mua là chưa. À, còn dòng ngân hàng thì hiện tại thì chúng ta thấy đang nó đang trong về cơ bản là đang trong quá trình tích lũy. Vietcombank này. Vietcombank gì thấy là cả năm phiên tuần này gọi là đến ba que không? Đấy. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba phiên điều chỉnh khối lượng nhỏ. Hôm qua mình còn nói lại với anh chị này, hôm nay là một phiên đạp xuống MA10 kéo lên này, thì đấy là một cái xu hướng. Nhưng mà cổ phiếu này là nó gặp ngay vùng đỉnh ở đây, thì khả năng này nó tích lũy lại được á, là nó sẽ tạo một xu hướng thưởng những thị trường rất tốt đúng không ạ? Rồi là các cổ phiếu khác ví dụ CTG, rồi là gì ạ? MBB, HD Bank, ACB, BIDP vân vân, thì đang trong một xu thế tích lũy đấy. Thì ở gió là số lượng cổ phiếu nhiều đấy, và cái cách mua bán thì mình đã phân tích với anh chị khá kỹ rồi. Còn anh chị nào mà cảm thấy yên tâm mà muốn có một cái cách mua nó ok trong phiên ấy, thì anh chị có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại đang có trên màn hình. Ở video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.